Ok, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với lớp học Tarot cùng Tiến Trần. Đây là phần 2 của ngày thứ 17. Hôm nay thì mình sẽ trình bày với các bạn về cái phần ý nghĩa của màu sắc trong Tarot. Ok, thì cái phần ý nghĩa về màu sắc này nó cũng mang cái yếu tố tương tự giống như là cái bài trước vậy. Bài trước là bài biểu tượng, cái phần trước là phần biểu tượng, còn phần này là phần màu sắc, thì nó sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về lá bài, cũng như là có thể đưa ra những cái lời khuyên, những nhận định nó đúng đắn hơn về trường hợp của những lá bài như thế nào và cái ý nghĩa giải nghĩa như thế nào, đưa ra các cái lời khuyên hợp lý cho khách hàng. Ok, chúng ta đến với lại cái phần đầu tiên về màu sắc. Thì phần đầu tiên màu sắc là chúng ta sẽ đến với màu đen. Màu đen nó thầy cho vấn đề là cái sự kết thúc, cái sự trống rỗng, cái sự mà mệt mỏi, cái sự ám muội về một câu chuyện nào đó. Thì cái màu đen ý nghĩa cơ bản là như vậy. Tiếp theo của màu đen thì chúng ta sẽ đến với màu xanh dương. Màu xanh dương là một màu của cái sự bình tĩnh, của cái sự yên tĩnh, của những cái sự về kiến thức, về tri thức, về sự hấp thụ. Bạn nên nhớ vấn đề đó nha, các bạn đừng hiểu lầm màu xanh dương là nước hay là cảm xúc nha các bạn. Rồi, tiếp theo chúng ta đến với màu nâu. Màu nâu là một cái màu thể hiện cho vấn đề về cái sự ổn định, về cái sự thực tế, về cái sự duy trì sự ổn định luôn. Cái là vừa ổn định vừa thực tế và nó duy trì cái sự ổn định đó, sự đạt thành mong đợi. Rồi, tiếp theo là cái màu, về cái màu trong tarot nó có hai cái màu vàng, thì mình sẽ giới thiệu trước với các bạn về cái màu vàng kim loại, cái là cái màu vàng của cái bộ gần như là bộ tiền các bạn, màu vàng kim loại. Chúng ta sẽ thấy được cái màu vàng đó là sự thành đạt, cái sự tự tin, cái sự giàu có, cái sự tận hưởng là như thế. Rồi, tiếp theo chúng ta đến với màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây thì chính là sự sinh sản, sự phát triển, sự sinh trưởng, không dừng lại, mạnh mẽ. Màu xanh lá cây có thể nhưng vấn đề đó là sự chữa lành nha các bạn. Nó làm cho mọi thứ nó cảm thấy là nó được lành lặn, cảm thấy là được phục hồi, dạng như vậy. Rồi, tiếp theo là chúng ta đến với màu cam. Màu cam trong tarot các bạn có thể tìm thấy được màu cam ở cái lá tren đó các bạn, hình con sư tử á, thì nó đại diện cho cái sức mạnh, cái sự tự tin, cái lòng mạnh mẽ, cái sự nhiệt huyết. Đó là màu cam là như vậy. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái vấn đề về màu hồng. Màu hồng là nó đại diện cho sự từ bi, sự cảm thông, tình yêu, sự lãng mạn. Chúng ta có thể tìm thấy được cái màu hồng ở trong những cái lá bài chẳng hạn như Lover ở đôi cánh thiên thần các bạn, hay là trong những lá bài chẳng hạn như là Temperance trong đôi cánh thiên thần luôn, nó thể hiện sự từ bi, sự thấu hiểu, thông cảm, lãng mạn, tình yêu và như thế. Rồi, tiếp theo chúng ta đến với màu đỏ. Màu đỏ nó thể hiện cho sức mạnh, cho sự chuyên quyền, cho sự quản lý, cho lòng đam mê về một cái gì đó. Những cái màu đỏ thì màu đỏ bạn có thể hiểu nó cũng có tương tự một số cái tương tự giống như là lửa vậy, cho nên là các bạn có thể hiểu được cái ý nghĩa của cái màu đỏ nó giống như lửa vậy, nhưng mà nó có thêm sự đam mê, nó có thêm cái sự chuyên quyền, nó có thêm cái sự quản lý chặt chẽ, và nó cũng thể hiện cho một số trường hợp màu đỏ có thể hiện cho sự lòng can đảm, không lùi bước. Rồi, ok, tiếp theo chúng ta đến với màu trắng. Màu trắng nó thể hiện cho sự thuần khiết, sự tinh khiết, nó thể hiện cho cái những cái linh hồn trong sáng. Đó, thì các bạn lưu ý khi mà ra màu trắng thì các bạn sẽ thấy là cái câu chuyện đó, mọi chuyện rất rõ ràng, rất cụ thể. Các bạn thấy được là những cái đó nó rất là, chúng ta giống như chúng ta cảm giác ta nhìn thấy rõ tất cả mọi thứ trong câu chuyện đó, trong sự việc đó. Thì đó là cái ý nghĩa của màu trắng, là những cái gì nó thuần khiết, những gì nó đơn thuần, đơn giản, những gì nó tinh khiết. Rồi, tiếp theo là chúng ta đến với cái màu vàng. Cái là hồi nãy mình đã nói với các bạn về màu vàng kim loại rồi. Và bây giờ mình sẽ nói với các bạn tiếp về cái màu vàng, là cái màu vàng là vàng của đất, màu vàng của đất đai này kia đó các bạn, màu vàng bình thường, vàng của mặt trời này kia. Thì cái màu vàng đó nó thể hiện cho một cái sức sống, một sự sống mãnh liệt, một sự phát triển mãnh liệt, một sự ổn định vô cùng tận, kiểu dạng như vậy. Rồi, và màu cuối cùng là màu tím. Màu tím là một màu nó duy tâm, một màu có sự thấu hiểu bên trong, màu của cái nhìn nhận tâm linh, những tin vào những cái điều bản thân mình không nhìn thấy. Đó là sức mạnh của, đó là cái ý nghĩa của cái màu tím. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Đó là những cái phần cơ bản nhất về màu sắc trong tarot. Đó, các bạn nghe các bạn sẽ cảm thấy là nó hơi khác với cái nghĩa bên ngoài chúng ta hay xem. Mình lưu ý các bạn nha, nghĩa trong cái màu sắc trong tarot này nó không giống được với cái nghĩa các bạn tìm kiếm ở trên mạng. Ví dụ như mình nói là cái màu vàng trong tarot nó còn thể cho vấn đề về tình bạn nữa các bạn, tình bạn và mối quan hệ gắn kết. Nhưng mà ở một số cái nghĩa trên mạng chúng ta tìm thấy màu vàng thì nó hay cho vấn đề về sự phản bội trong mối quan hệ.
đó, nó không phải vậy. Tại vì những cái nghĩa đó là những cái nghĩa màu sắc của Nhật Bản, bạn lưu ý vấn đề đó, nó đến từ Nhật Bản và nó không có đúng, nó không chính xác trong tarot, cho nên các bạn đừng có áp dụng những cái nghĩa màu sắc mà các bạn kiếm được trên mạng và trong bài tarot, nó sẽ hoàn toàn sai lệch. Bạn nên nhớ vấn đề đó và các bạn hãy áp dụng cái nghĩa mà mình vừa chia sẻ với các bạn ở đây để các bạn có thể hiểu rõ hơn và có một cái nghĩa hiểu về nó chuẩn hơn cái việc màu sắc trong tarot, để giải nghĩa cái lá bài nó tốt hơn. Rồi, và để mà gọi là đầy đủ hơn đó, thì bên phía mình sẽ đính kèm một cái bản file về câu về những cái vấn đề về nghĩa của những cái biểu tượng trong tarot cũng như là nghĩa về màu sắc tarot phía dưới của cái video học này, để các bạn có thể xem và bạn ghi nhớ kỹ hơn về những vấn đề về ý nghĩa của màu sắc cũng như là về những cái vấn đề ý nghĩa về cái mặt gọi là cái biểu tượng trong tarot. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đã kết thúc ngày 7 ở đây ạ.